Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội có số lượng học sinh thi vào lớp 10 lớn nhất cả nước, lên tới trên 93.000 học sinh. Việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thí sinh tại 184 điểm thi là điều vô cùng quan trọng. Trong sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 6, Hà Nội đã họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, rà soát các kịch bản chi tiết các phương án tổ chức tại các điểm thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 6, với hơn 93.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã thành lập 184 điểm thi với hơn 3.900 phòng thi, điều động hơn 14.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Hà Nội cũng đã hoàn thành công tác diễn tập phòng chống dịch COVID-19, đặt ra nhiều tình huống giả định để kiểm soát tốt mọi diễn biến, lưu ý đến việc tổ chức phân luồng đón thí sinh vào và ra khỏi điểm thi, đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người. Tất cả 30 quận huyện thị xã đã hoàn thành công việc tổ chức diễn tập coi thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Nhiều tình huống mới ngoài kịch bản gợi ý, đánh giá, giả định và diễn tập thì chúng tôi đã giải đáp tất cả các cái tình huống này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố sẽ ưu tiên xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ coi thi của huyện Đông Anh và mở rộng xét nghiệm sàng lọc cho 9 quận: huyện Sóc Sơn, Gia Lâm, Mê Linh, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thường Tín. Yêu cầu tất cả các đơn vị phải ứng trực 24/24/7, luôn sẵn sàng kích hoạt tất cả biện pháp truy vết, khoanh vùng theo đúng các phương châm, nguyên tắc mà thành phố đã đặt ra. Kiên quyết không để dịch bệnh lây lan tiếp. Và chúng ta cũng, tôi cũng nhắc cái điều này để chúng ta cố gắng là cùng với kỳ thi thành công, chúng ta kiểm soát tốt cái tình hình để cùng với đó thì có thể là có cái lộ trình để nới lỏng các cái dịch vụ thiết yếu và những cái hoạt động khác. Lãnh đạo huyện Đông Anh cho biết, hai điểm thi trong vùng dịch hiện đã có phương án giãn cách thí sinh trong các phòng thi. Ban chỉ đạo thành phố cũng yêu cầu trước 16 giờ ngày mai, các trường học trên địa bàn thủ đô sẽ phải hoàn tất việc phổ biến quy chế thi bằng hình thức trực tuyến cho thí sinh và phụ huynh. Hiện các địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi, đồng thời tiên lượng chủ động xử lý các tình huống phát sinh và hoàn tất tổng duyệt phương án diễn tập vào ngày mai, 11 tháng 6.